Nếu như các bạn đang có cái hiện tượng bong tróc da và nhất là trong mùa đông mà chúng ta cứ bị nứt nẻ ở dưới cái bắp chân ấy, khi mà lột quần ra cứ thấy là cái da chết của chúng ta bay lả tả màu trắng ấy. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Đã đến mùa đông thực sự rồi mọi người ơi. Đến mùa đông này nếu như mà không dưỡng trắng da body thì thật là có lỗi đối với bản thân. Mà trong mùa đông mình thấy bôi những cái sản phẩm dưỡng da body ấy thì cực kỳ thấm, cực kỳ sướng luôn. Và nhất là sau khi mà chúng ta tắm xong ấy thì mình thấy rằng cái hiệu quả dưỡng trắng da, dưỡng ẩm da của những cái sản phẩm dưỡng da body nó sẽ phát huy chức năng tối đa. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review về một combo dưỡng trắng da body giá bình dân mà nói thật với mọi người là mọi người đã yêu cầu mình review từ rất là lâu rồi. Đó chính là bộ đôi dưỡng trắng da đến từ nhà Nivea. Và mọi người đã hỏi mình rất là nhiều nên sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da body đến từ nhà Nivea hay là nên sử dụng những cái sản phẩm dưỡng trắng da body đến từ nhà Vaseline. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết về những sản phẩm dưỡng trắng da đến từ nhà Nivea và bên cạnh đó mình sẽ so sánh đối với những sản phẩm dưỡng trắng da đến từ nhà Vaseline để mọi người có thể chọn được ra những sản phẩm dưỡng da body phù hợp. Và sự thật là cả hai cái sản phẩm này nếu như để xét về mức độ dưỡng trắng da thì sản phẩm nào tốt hơn nhá. Thì mình mới bắt đầu sử dụng cả combo dưỡng trắng da body của nhà Nivea chỉ mới gần 2 tháng trở lại đây thôi. Trong quá trình đó ấy, thì mình ngừng sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da của nhà Vaseline để mình muốn biết được rằng ấy, là cái hiệu quả dưỡng trắng da của cái cặp đôi đến từ nhà Nivea này thực sự nó có hiệu quả hay không. Để nói về nhãn hàng Nivea thì chắc chắn mọi người cũng biết được rằng đây là một nhãn hàng chuyên về chăm sóc da cực kỳ nổi tiếng đến từ Đức. Và hiện nay Nivea đã có lên đến là hơn 130 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da. Đa số những sản phẩm của nhà Nivea thì đều ít gây kích ứng ở trên da và bên cạnh đó là có hiệu quả khá là rõ ràng. Và đối với cá nhân mình ấy thì mình cũng rất là thích những sản phẩm dưỡng da của nhà Nivea. Nếu như để nói rằng ấy, có những cái sản phẩm nào của nhà Nivea mà mình không thích cho lắm, đó chính là những cái sản phẩm sữa rửa mặt. Đa số những loại sữa rửa mặt của nhà Nivea thì mình thấy rằng có độ pH quá cao, không phù hợp đối với da nhạy cảm. Đó chỉ là về sữa rửa mặt thôi nhá, còn hầu hết tất cả những sản phẩm dưỡng da đến từ nhà Nivea thì mình đều thấy rằng có giá thành cực kỳ hợp lý và bên cạnh đó cũng cực kỳ hợp với mình. Và cặp đôi dưỡng trắng da đến từ nhà Nivea có tên gọi là Nivea Extra White này cũng là một trong những sản phẩm cực kỳ nổi tiếng của nhà Nivea tại thị trường Việt Nam. Điều đầu tiên làm mình cực kỳ ấn tượng đó chính là cái bao bì của cả hai cái sản phẩm này ấy. Nó đẹp hơn của nhà Vaseline rất là nhiều nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái bao bì của nhà Vaseline nhá. Đây mọi người có thể so sánh nhá. Đầu tiên đó chính là về cái chất liệu nhựa ấy, thì mình thấy rằng nó không dày dặn và chắc chắn bằng các sản phẩm của nhà Nivea. Đó là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai đó chính là cái vòi pump này này. Có rất nhiều bạn khi mà mua những sản phẩm dưỡng thể của nhà Vaseline thì mọi người đều phản ánh rằng là cái vòi pump này ấy, nó rất là nhanh hỏng và nó lỏng lẻo ấy mọi người. Nhưng nếu như mọi người cầm những cái sản phẩm dưỡng thể của nhà Nivea trên tay thì mọi người sẽ thấy rằng ấy, cái vòi pump của nhà Nivea ấy, thực tế nó cực kỳ chắc chắn luôn nha mọi người. Nó chắc chắn theo một cái mức mà mình nghĩ rằng nó không thể hỏng được luôn ấy. Còn về giá thành ấy, thì hai sản phẩm này hiện nay được phân phối rộng rãi ở trên các siêu thị và ngay ở trên Shopee cũng có gian hàng chính hãng của Nivea bày bán hai sản phẩm này với giá là khoảng tầm 255.000 cho cả một cái cặp đôi. Nhưng nếu như mọi người canh vào những cái đợt có dịp sale ấy, thì mọi người sẽ mua được cả hai cái chai này, một chai có dung tích là 400ml và một chai có dung tích là 350ml chỉ với giá thành là khoảng tầm hơn 180.000. Tức là chỉ hơn 90.000 đồng cho một cái chai dưỡng thể như thế này thì quá rẻ cho một cuộc tình đúng không mọi người? Đầu tiên ấy, thì mình sẽ review về cái chai dưỡng thể đêm đến từ nhà Nivea. Sản phẩm này có tên gọi là Nivea Extra White Night Nourish. Khi nhìn ở trên bao bì của cái sản phẩm này ở mặt trước, mọi người sẽ thấy rằng có một cái dòng chữ đó chính là Wick 40X Vitamin C. Thì mọi người sẽ nghĩ rằng trong cái sản phẩm này sẽ có gấp 40 lần Vitamin C. Nhưng cái dòng chữ này ấy, nó diễn tả cho cái việc là trong cái sản phẩm này nó có chứa cái chiết xuất từ quả camu camu và cái quả này ấy, thì có chứa vitamin C gấp 40 lần so với quả kiwi, là một trong những cái loại quả có chứa vitamin C cực kỳ cao nha mọi người. Chất của sản phẩm này ấy, thì lỏng hơn những cái sản phẩm dưỡng thể của nhà Vaseline rất là nhiều. Khi cho ra tay mọi người sẽ thấy rằng nó lỏng như là cái chất sữa chua luôn ấy mọi người. Và khi xoa ở trên da thì chắc chắn mọi người sẽ thấy rằng là cái sản phẩm này ấy, nó thấm vào da cực kỳ nhanh luôn. Bên cạnh đó nó có một cái mùi hương cực kỳ nhẹ nhàng và dễ chịu. Mình nghĩ rằng cái mùi hương này nó dễ chịu hơn cái mùi hương của nhà Vaseline. Vaseline thì nó cũng khá là thơm nhưng mà nó hơi nồng. Và mọi người cũng nói rằng ấy, cái sản phẩm này nó sẽ không gây mọc lông nhiều như sản phẩm của nhà Vaseline. Nhưng mà đó cũng chỉ là đối với những cái sản phẩm dưỡng ẩm của nhà Vaseline. Những cái sản phẩm dưỡng ẩm của nhà Vaseline thì làm mọc lông kinh khủng khiếp luôn mọi người ơi, bởi vì nó có quá nhiều dầu khoáng ấy. Cái sản phẩm này để nói công bằng ấy, không phải là nó không gây mọc lông, nó sẽ có gây mọc lông nhưng mà
ít nha mọi người. Còn đối với những bạn nào mà lông tay lông chân ít như mình thì mọi người sẽ sử dụng vô tư luôn. Cái bảng thành phần của sản phẩm này thì mình sẽ chỉ liệt kê ra những cái thành phần chính đứng đầu trong bảng thành phần. Còn những cái thành phần mà đứng phía cuối bảng thành phần nó không mang lại công dụng quá nhiều thì mình sẽ không phân tích nhá. Đứng đầu tiên trong bảng thành phần sẽ là nước này, đứng thứ hai sẽ là một cái hoạt chất có khả năng hấp thụ tia UVB. Hoạt chất này thì có khả năng là giảm nguy cơ tổn thương và cháy nắng. Mình nghĩ rằng cái hoạt chất này được thêm vào trong cái sản phẩm dưỡng da ban đêm này, nó là một cái màng lọc tia UV giúp hồi phục các dấu hiệu da hư tổn. Hoạt chất này ở Mỹ thì có quy định rõ ràng không được vượt quá là 7,5% trong các cái sản phẩm mỹ phẩm, còn ở châu Âu thì là không được vượt quá 10%. Bởi vì nếu như sử dụng cái hoạt chất này mà vượt quá cái ngưỡng cho phép thì có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Nhưng nếu như sử dụng với nồng độ là ở dưới 7,5% ấy thì nó sẽ không mang lại nguy cơ tiềm ẩn nào cho cơ thể cũng như là sức khỏe con người cả. Đứng tiếp theo trong bảng thành phần sẽ là một loạt những cái hoạt chất giữ ẩm ở trên da như là isopropyl palmitate này, hay là dầu khoáng và glycerin, và còn có một chất cồn béo cũng đóng vai trò như là những chất dưỡng ẩm và làm mềm da. Tiếp theo trong bảng thành phần ấy sẽ là silicone để tạo ra cảm giác mềm mượt này, một loạt những cái chiết xuất thiên nhiên có khả năng chống oxy hóa, mình lấy ví dụ như là chiết xuất từ quả seri này, quả camu camu, còn có chiết xuất từ dầu quả bơ, dầu hạt nho. Thế ở trong cái bảng thành phần của sản phẩm này sẽ có một vài những cái chiết xuất có khả năng làm sáng da, mình lấy ví dụ như là chiết xuất từ cam thảo nhá. Và bên cạnh đó vitamin C thì mình thấy rằng nó cũng không đứng ở vị trí quá cao nha mọi người. Nhìn vào bảng thành phần của sản phẩm này thì mình đánh giá rằng đây là một cái sản phẩm thiên về dưỡng ẩm và làm sáng da nhẹ nhàng hơn. Chứ để nói rằng đây là một sản phẩm dưỡng trắng da thì mình nghĩ rằng là nó không chính xác cho lắm. Bây giờ mình sẽ đánh giá tổng quan về ưu điểm của sản phẩm này nhé. Đầu tiên là cái sản phẩm này là một sản phẩm dưỡng thể có khả năng dưỡng ẩm và làm mịn da rất là tốt. Mình cam đoan điều này luôn, là nếu như các bạn đang có cái hiện tượng bong tróc da và nhất là trong mùa đông mà chúng ta cứ bị nứt nẻ ở dưới cái bắp chân ấy, khi mà lột quần ra cứ thấy là cái da chết của chúng ta bay lả tả màu trắng ấy, thì khi mà sử dụng cái sản phẩm dưỡng ẩm buổi tối đến từ nhà Nivea dòng Extra White này ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy rằng sau 3 đến 4 ngày liên tục sử dụng, tắm xong bôi lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng những cái phần da bị đứt nẻ được cải thiện hơn rất là nhiều. Và không phải nói ngoa đâu nhá, những cái vùng da đấy nó sẽ mịn tưng luôn. Ưu điểm tiếp theo đó chính là cái sản phẩm này nó sẽ ít gây ra hiện tượng mọc lông nha mọi người. Nếu như bạn nào sợ những cái loại dưỡng thể mà nó làm cho lông tay lông chân mọi người mọc rậm hơn ý, thì mình recommend mọi người sử dụng cái sản phẩm này. Bởi vì mình đã sử dụng liên tục cái sản phẩm này gần 2 tháng rồi thì mình không hề thấy cái hiện tượng lông tay lông chân của mình rậm hơn. Nhưng mà đấy là với cơ địa, cơ thể của mình nó không quá nhiều lông. Còn đối với những bạn nào mà quá rậm lông thì mọi người cũng cần phải lưu ý nhé, bởi vì trong sản phẩm này nó vẫn có chứa dầu khoáng. Tiếp theo đó là về hiệu quả làm sáng da của sản phẩm này thì mình khẳng định là có. Sau gần 2 tháng sử dụng cái sản phẩm này, mặc dù khá là chậm nhưng kết hợp sử dụng cả cái combo là dưỡng ngày và dưỡng đêm thì mình thấy rằng cái làn da body của mình ý, nó sáng lên thật mọi người ạ, mặc dù nó khá là nhẹ nhàng. Ưu điểm mà mình thích nhất của sản phẩm này ý, đó chính là cái chất của sản phẩm này ý, nó không hề bết dít khi sử dụng ở trên da, và bên cạnh đó khi mà thoa lên trên da mọi người sẽ thấy rằng nó thấm rất là nhanh luôn. Cái kiểu nó mang lại cảm giác cực kỳ mịn mượt ở trên da. Để xét về nhược điểm ấy thì mình thấy rằng cái bảng thành phần của sản phẩm này ấy, những cái hoạt chất để làm sáng da trong cái bảng thành phần này thì mình thấy hơi ít. Kéo theo một cái vấn đề đó chính là cái sản phẩm này nó có công dụng làm sáng da nhưng mà khá là chậm nha mọi người. Và một nhược điểm cuối cùng đó chính là trong cái bảng thành phần của sản phẩm này sẽ được bảo quản bằng paraben, cho nên đối với những bạn nào có làn da cực kỳ nhạy cảm thì mọi người cần phải lưu ý nha mọi người. Để chấm điểm cho cái chai dưỡng thể ban đêm đến từ nhà Nivea có tên gọi là Extra White Night Nourish này thì mình sẽ chấm là 8/10. Nếu như mọi người hỏi mình là có mua lại không ấy, thì mình nghĩ rằng mình sẽ mua lại cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm dưỡng thể ban đêm mà mình nghĩ rằng sẽ rất là thích hợp dùng cho cả mùa đông và mùa hè. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm dưỡng trắng phục hồi chống nắng có tên gọi là Nivea Extra White Repair and Protect đến từ nhà Nivea. Ở mặt sau của sản phẩm ấy thì mọi người sẽ thấy rằng hãng Nivea nhấn mạnh rằng sản phẩm này có công thức được tăng cường với chỉ số chống nắng là SPF 30, giúp bảo vệ da lâu hơn 30 lần khỏi tác hại của ánh nắng, từ đó ngăn ngừa làn da bị sạm đen trở lại. Và ở trong sản phẩm này cũng có chiết xuất từ quả camu camu và có vitamin C giúp hỗ trợ làm trắng da. Về chất của sản phẩm này thì nó y hệt như là cái chai dưỡng thể ban đêm, nó sẽ có cái chất lỏng như là sữa chua, khi thoa ở trên da thì thấm khá là nhanh. Nhưng mà khác biệt hơn so với cái chai dưỡng thể ban đêm này thì cái chai ban ngày này nó sẽ để lại một cái cảm giác ẩm và hơi rít nhẹ ở trên da. Đó cũng là điểm chung của những sản phẩm dưỡng thể ban ngày mà có chống nắng nha mọi người. Nhưng mà về cái độ rít, nó ít rít hơn, ít nhờn hơn, ít khó chịu hơn những cái sản phẩm chống nắng đến từ nhà Vaseline. Mình lấy ví dụ như là cái chai Vaseline Healthy White Sun Pollution Protection này thì cái chai này cực kỳ nhờn và cực kỳ khó chịu luôn. Về cái mùi hương của sản phẩm này
Thì mình thấy rằng cái chai ban ngày này nó cũng có cái mùi hương thơm nhưng mà nó hơi hắc nhẹ một chút xíu. Mình nghĩ rằng là mình thích cái mùi hương thơm của cái chai ban đêm này hơn. Đứng đầu tiên trong bảng thành phần sẽ là một loạt những cái chất chống nắng hóa học nha mọi người. Trong sản phẩm này còn có avobenzone, là một cái thành phần thường có trong những cái sản phẩm kem chống nắng phổ rộng và có khả năng hấp thụ tia UVA cực kỳ tốt nha mọi người. Nhưng mà cái thành phần này thì nó sẽ không bền vững trước ánh sáng, cho nên trong bảng thành phần của sản phẩm này đã bổ sung thêm octogrylen để nhằm làm cho cái sản phẩm này có tác dụng chống nắng ổn định hơn và bên cạnh đó kéo dài thời gian chống nắng. Đứng tiếp theo trong bảng thành phần sẽ là glycerin này và silicone, có công dụng là dưỡng ẩm da nha mọi người, cũng có hoạt chất Q10 chống oxy hóa. Và mọi người lưu ý nhé, trong cái chai dưỡng thể chống nắng ban ngày này thì nó có ít những cái chiết xuất từ thiên nhiên hơn, và trong cái bảng thành phần của sản phẩm này cũng có vitamin C nhưng mà cũng đứng ở giữa bảng thành phần, cho nên mình không đánh giá về cái hiệu quả làm sáng da của sản phẩm này quá cao. Tổng quan để đánh giá về ưu điểm của sản phẩm này, đây là một sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm cực kỳ tốt. Nếu như sử dụng vào trong mùa đông hay là mùa hè mà mọi người ngồi trong phòng điều hòa thì mọi người sẽ thấy rằng cái da body của mọi người luôn mềm mượt và bên cạnh đó không có cái hiện tượng bị nhăn da hay là bong tróc da. Và có một điều ấy mà mọi người cần phải lưu ý đó chính là trong sản phẩm này không hề có chứa dầu khoáng nha mọi người. Đó chính là lý do vì sao như mình có chia sẻ là khi mà mình sử dụng cái chai dưỡng thể ban ngày này, mình không hề thấy nó làm cái lông tay lông chân của mình mọc rậm hơn. Cái nhược điểm của sản phẩm này thì mình nghĩ rằng nếu như sử dụng cái sản phẩm này vào mùa hè thì nó sẽ có cái cảm giác hơi rít nhẹ ở trên da, nó sẽ không quá thoáng như cái sản phẩm dưỡng thể ban đêm đâu mọi người nhé. Về nhược điểm cuối cùng, nếu như chỉ sử dụng một mình cái chai dưỡng thể chống nắng ban ngày này thì mọi người sẽ thấy rằng cái hiệu quả dưỡng trắng dưỡng sáng da của nó thực sự rất rất là chậm luôn nha mọi người. Sản phẩm này cũng được bảo quản bằng paraben, cho nên bạn nào mà có làn da cực kỳ nhạy cảm các bạn cũng cần phải lưu ý nhé. Và để chấm điểm cho sản phẩm này thì mình sẽ chấm là 8 điểm rưỡi trên 10 nha mọi người. Nếu như để sử dụng một cái sản phẩm dưỡng thể chống nắng nhẹ nhàng ban ngày kèm với công dụng đó chính là dưỡng ẩm làm sáng da thì mình nghĩ rằng đây là một trong những cái sản phẩm mà mình khá là thích. Ok, vậy là mình đã review xong về bộ đôi dưỡng trắng da body đến từ nhà Nivea. Chắc chắn ở cuối video ngày hôm nay mọi người sẽ đặt ra câu hỏi rằng là mình thích những cái sản phẩm dưỡng thể của nhà Vaseline hơn hay là của nhà Nivea hơn. Thì mình phải nói thật nhé, nếu như để dưỡng đêm ấy thì mình thấy rằng Nivea thì làm sáng da khá là chậm nhưng cái công dụng làm mịn da, làm mượt và làm da của mình trông căng tràn sức sống hơn thì mình đánh giá cao hơn cái sản phẩm của nhà Vaseline. Còn về cái sản phẩm dưỡng thể của nhà Vaseline, nếu như để sử dụng vào buổi tối thì mình thấy rằng cái công dụng làm sáng da của nó tốt hơn nhưng mà về cái hiệu quả làm mịn da, làm mượt da thì mình đánh giá nó không tốt bằng cái sản phẩm dưỡng thể của nhà Nivea. Để dưỡng thể vào ban ngày ấy, thì mình nghĩ rằng 100% mình sẽ lựa chọn cái sản phẩm dưỡng thể của nhà Nivea, bởi vì cái sản phẩm này không hề gây kích thích mọc lông và bên cạnh đó cảm giác khi sử dụng ở trên da nó tốt hơn rất là nhiều đối với cái sản phẩm dưỡng thể chống nắng ban ngày đến từ nhà Vaseline nha mọi người. Đây là những cái review dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình. Nếu như mọi người muốn biết được rằng ấy, những đánh giá của mình trong video ngày hôm nay có đúng hay không ấy, thì mọi người có thể thử sử dụng cả hai cái combo này để xem rằng cái lời mình nói có đúng hay không nhá. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe, đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Bên cạnh đó đừng quên follow fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway và tham gia vào group review chân thật và beauty tip của mình để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp nhé. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye!